Sáng ngày 23 tháng 11 tại trường mầm non Yên Thành, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non cấp thành phố năm học 2018-2019. Chuyên đề gồm 2 tiết dạy kỹ năng sống cho trẻ lứa tuổi 4 đến 5 và 5 tới 6 tuổi. Trong đó, các cô giáo hướng dẫn trẻ kỹ năng giao tiếp, chào hỏi lễ phép, giữ vệ sinh chung, dạy trẻ nhận biết phòng tránh một số vật dụng trong gia đình có thể gây tai nạn thương tích như bếp ga, phích nước, ổ cắm điện. Đồng thời bước đầu hướng dẫn trẻ biết sử dụng một số đồ dùng như dao, kéo. Chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non được trường mầm non Yên Thành tổ chức theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, với các phương pháp giáo dục bằng hoạt động vui chơi, khuyến khích trẻ tự phục vụ, thực hành, trải nghiệm và khám phá, từ đó thêm hứng thú vào giờ học, tăng hiệu quả giáo dục. Đây là một chuyên đề thiết thực cần thiết giúp trẻ tự tin, chủ động trong sinh hoạt, học tập, trang bị kỹ năng cơ bản để bước vào cấp tiểu học. Chuyên đề cũng giúp giáo viên tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng hiện đại, từ đó đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc và nuôi dạy trẻ mầm non.